Đầu tiên là tôi cảm ơn mẹ của cô Tài, đó là Tố Nga, là mẹ của Tài, là nguyên là vợ của tôi. Đó, nguyên là vợ của tôi. Phải nói là sau khi hai bên nó không còn duyên nữa, nhưng mà do tụi tôi đối xử cũng có cái gì đó nó tốt với nhau đó, nên là hôm nay tôi nói là tôi đi tìm vợ đó, bà lên bà phụ với tôi, bà coi bà chọn đấy, bà nhận lời liền đó. Rất là tôi cảm ơn. Cảm ơn chị. Xin mời nhà gái. Chào cô gái của chúng ta. Mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Tài đó. Ủa gì vậy? Chào đạo diễn thành công. Bạn tôi. Trời ơi. Bữa nay là lâu ngày quá gặp, thấy tướng tá ngon. Giỡn giám đốc du lịch ha. Đúng rồi, giám đốc du lịch mà. À, đây là anh Thành Công, đạo diễn của trường sân khấu điện ảnh Hồ Chí Minh. Chào người đẹp. Em chào anh. Tưởng đâu ai xa lạ. Rồi tôi gặp bạn tôi, bạn nói khó đó. Chung trường, chung lớp sân khấu điện ảnh luôn. Vậy là bữa nay phải ráo riết vô. Ráo riết vô chứ. Ráo riết vô, bây giờ đi qua hỏi nhà gái liền nha. Mà. Dạ. Thưa quý vị, nhà trai chúng tôi đã biết rồi, bây giờ xin mời quý vị đến với phần giới thiệu của nhà gái ạ. Rồi nhà gái giới thiệu cho nhà trai nghe cái coi nè. Chào Ngọc Lan. Dạ. Chào Quyền Linh cùng tất cả quý vị khán giả hiện đang xem trong truyền hình nhỏ trong ngày hôm nay. Tôi là Nguyễn Thị Kim Hoàng. Năm nay tôi 52 tuổi. Quê quán tôi ở phố núi Vlecu. Hiện tại thì tôi đang sống ở quận 12, phường Hiệp Thành. Tôi là nghệ sĩ tự do. À, nghệ sĩ luôn hả? Đạo diễn. Trời hay vậy ta. Là... Bây giờ Linh thì biết Công rồi, bây giờ Công giới thiệu cho khán giả truyền hình được biết đi. À, tôi là Nguyễn Thành Công, nguyên là đạo diễn sân khấu, nhưng do thời gian thăng trầm của cuộc sống tôi trở qua làm nghề dịch vụ kinh doanh du lịch và sự kiện, đang làm ở tại quận Bình Chánh. À, là giám đốc công ty du lịch ha. Dạ. Tôi xin giới thiệu chút xíu ưu điểm của nhà trai luôn nha, bởi vì tôi rành nhà trai lắm. Nhà trai á là ngày xưa là phó đoàn ca múa nhạc Bình Phước, học sân khấu điện ảnh ra, làm diễn viên có, làm đạo diễn có, ưu điểm là nhanh nhạy, ca hát múa đều giỏi hết. Đó không, nhiều cuộc sống mưu sinh nó tất bật, thành ra chuyển qua nghề du lịch vậy thôi. Khuyết điểm là chuyện gì cũng làm hết. Thành ra chuyện gì cũng làm, thành ra nó nhiều chuyện quá, không có chuyện nào làm nó chuyện nào. Đó là ưu điểm khuyết điểm của nhà trai. Dạ tôi thưa, nhà luôn. Gái của chúng tôi cũng chẳng kém cạnh nè. Nhà gái của chúng tôi là một người đa tài ạ. À. Chị mình thể hiện tài năng của mình liền chị. Mời. Phụng thừa trắng quang thành nguyên soi phò đường bang, đại kỳ dương quý vũ sáng danh phàng lê quê. Wow. Dạ tôi xin nói thêm, tôi là một trưởng đoàn cải lương Hồ Quán, cũng là một bầu xô chuyên môn lãnh về tiệc cưới, hỏi, sinh nhật hoặc những cái tất niên cuối năm công ty. Nói chung chung là về bên nghệ thuật, ca cổ nhạc tôi đều làm được. Trời hay quá. Thành Công làm liền, đắp liền Thành Công. Rồi bây giờ là sẽ hát cái bài mà tôi mới sáng tác hồi tối, ngủ không được. À vậy đó hả? Nôn nóng cái ngày hôm nay quá. Thôi thức dậy viết một đoạn cao phi, giờ hát thử nha. Xin chào bà con đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, bồi hồi chờ mong mau mau đến ngày hôm nay, ráo rực háo hức mong tìm được người về chung sống, chung sức chung lòng ta xây tổ ấm đón chào ngày vui, đồng vợ đồng chồng tương lai sẽ có nhà lầu xe hơi. Hết. Hai ngày này về chắc vui lắm rồi nha. Nãy giờ coi như là mình chào sân là vui vẻ rồi, bây giờ mình tới cái phần là tình trường đi ạ. À. Rồi do nhà gái nói trước đi. Dạ chị gái, bây giờ tình trường của mình nó như thế nào vậy chị? Mình tình của mình thì ba mối tình. Dạ. Mình đi vào đoàn hát không? Thì mình có chồng ở trong đoàn luôn. Dạ. Cứ hỏi ra xong rồi lớn lên rồi vợ chồng không hợp rồi chia tay. Rồi anh ấy ảnh cũng có gia đình, rồi cũng có vợ con, nhưng mà chúng tôi cũng là bạn bè. Dạ. Vẫn bạn bè, vẫn giúp đỡ qua lại để đi lưu diễn. Cùng ngành luôn hả cùng chị? Cùng ngành luôn. Dạ. Sau này ảnh đang lưu diễn cho mình, tự mình làm trưởng đoàn á. À, mình dạ. Kêu ảnh hát thì trên đường đi ảnh cũng bị tai nạn, thì ảnh mất. Ừ. Rồi thì sau đó tôi có quen một người, thì cũng 4-5 năm. Nhưng mà về do cuộc sống mình cứ dồn về những cái công việc để làm ăn cho hồi nhỏ, gia đình rất là khó khăn. 13 tuổi là mình đã đi xin vào đoàn để làm rồi, để kiếm sống rồi. Rất là chịu thương, chịu khổ, chịu khó để vươn lên trong cuộc sống. Cứ lôi cuốn vào mình đi làm á. Cho nên mình với anh ấy nó cũng có cái thời gian nó bị chéo nhau á. Cho nên nó cũng không hợp lắm thì chia tay. Dạ, có mối tình nào chị? Có con không ạ? Ông xã đầu tiên.
Là chị có mấy người con ạ? Một đứa con gái 27 tuổi. Wow. Mình có hai đứa cháu ngoại rồi. Trời ơi, body vậy, nhan sắc vậy mà nó có cháu ngoại ai tin không trời. Trời đẹp lắm nha. Thấy không? Dạ. Để tôi qua tôi coi thăm nhà gái coi sao mà thấy đẹp, tôi coi mắt cho nhà trai cái coi. Dạ xin mời ạ. Trời. Bà ngoại đó. Dễ thương quá, không có nghĩ là bà ngoại luôn đó. Nha. Trời đất ơi. Cảm ơn anh nha. Xinh xắn dễ thương. Trời, tóc dài quá trời dài luôn hả? Trời, mái tóc này mới diễn được những cái tuồng cổ chứ. À, nhà trai thấy chịu rồi nha. Dạ. Tóc dài như Ngọc Quyền luôn rồi nha. Bây giờ nhà trai tôi nè, nghe đường tình duyên nè. Đúng rồi, đó. Xin mời. Sau thời gian chung sống với người vợ cũ mình cũng chịu nhiều cực khổ, gian nan thử thách. Hả? Vợ cực hay là vợ cũ và tôi cũng cực luôn. À, chứ đừng nhưng mà nói cái sống sống với gia đình đó là cái duyên vợ chồng nó không đến được với nhau nữa thì phải chia tay. Thì có đứa con trai, hiện nay cháu nó cũng làm ngành du lịch. Và cháu nó đang đi châu Âu học tập về du lịch. Còn bao nhiêu tuổi? Cháu nó nay 26 tuổi. À, 26 tuổi, con trai ha. Con trai sống tự lập. Ừ. Giữa tôi với mẹ của cháu nó mặc dù là thôi nhau là duyên nợ nó không còn. Nhưng tôi nghĩ tới cái nghĩa, cái tình, cái sợi dây tình cảm với đứa con á. Thì thôi mình thấy bả thiệt thòi hơn mình, thôi mình giúp được cái gì giúp trong cuộc sống. Và tụi tôi vẫn thường xuyên nói chuyện cái gì liên quan đến con thì vẫn thường xuyên nói chuyện. Ừ, tức là bạn bè nhau đúng không? Dạ, bạn bè tốt. Có khi nào tình cũ không đủ không tới không? Không, cái chuyện đó đâu rất là rõ ràng, đâu ra đó. Phải rõ lắm đúng không? Rõ ràng, không có vụ lăng nhăng tình cảm. Đó, bây giờ là mình muốn tìm một người gắn bó với mình suốt đời luôn á. Như thế nào, hình thức thế nào mình có thể diễn tả xem giống anh đạo diễn bên kia không? Nói chung là mình cũng nếu về cái dáng dốc thì mình cũng không phải cần là đẹp lắm đâu. Dễ nhìn là được rồi. Quan trọng là có một cái tấm lòng ôn hòa, có một gương mặt điềm đạm, hơi lạnh lùng chút xíu. Hơi lạnh lùng hả? Anh này không lạnh. Điềm đạm, hơi lạnh lùng. Bạn tôi hơi vui, mặt vui lắm. Tính tình thì phải hiểu biết và nói chung là phải có tiếng nói chung với gia đình và là một chỗ dựa vững chắc tinh thần cho mình. À, nhà gái không thích đàn ông gì không? Mình không thích hút thuốc thôi. Không. Để em qua em hỏi. Không có hút. Như là gia trưởng à. Em chào anh. Gia trưởng thì không biết sao, để hồi tôi hỏi nha. Anh có hút thuốc không? Bỏ thuốc nay cũng ba mấy bốn chục năm mà không hút thuốc. Oh wow. Dạ, tốt quá. Anh có gia trưởng không? Gia trưởng thì không có gia trưởng, tôi rất là công bằng. Nếu như cô ấy là đưa ra một cái đề tài gì đó trong công việc giờ cho gia đình, dẫn dắt gia đình mà cậu tôi thấy hay thì tôi tôn trọng. Còn nếu như tôi là người leader trong gia đình thì tôi dẫn dắt gia đình, thì nếu thấy tôi làm đúng thì cô cũng nên tôn trọng. Dạ. Thì điều đó là cái không biết đâu là gia trưởng, sự cân bằng. Dạ. Bằng phẳng nhau. Bây giờ thí dụ như là chị đi diễn nhiều quá đó thì công việc nhà nhiều khi cổ chỉ muốn nhờ anh chia sẻ giúp chị, thì anh có sẵn sàng làm được không? Chuyện nhỏ mình làm không được, mình thuê người làm đó. Trời ơi, đúng rồi. Cái đó dễ anh ha. Đúng rồi. Anh có mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Tôi chỉ mong tìm một bạn gái là biết tôn trọng chồng mình đã và đang làm gì, công việc gì. Cái thứ hai là đừng có mong cầu nhiều quá trong cuộc sống. Nhiều khi anh phải thế này, anh phải thế kia, anh phải thế nọ, mà mong cầu nhiều quá không được, cái là dễ sân lên, mà sân lên là dễ bị xung đột. Dạ. Thật. Nếu mà vậy thì mở rào ra là hai anh chị phải hỏi nhau nhiều. Mở ra ta tự hỏi nhau luôn. Rồi bây giờ là mình hỏi đó. Người thân đi. Đúng rồi. Nhà gái đi với ai nè? Con gái. Mình có một đứa con thôi. À, con gái nữa hả? Rồi, gái xinh, xinh quá. Quá. Dạ, chào chú. Con cứ ngồi đi con. Chào chị Ngọc Lan, chào chú. Chào tất cả các anh chị ở đây. Dạ, con tên là Thảo Nguyên, là con gái của mẹ Hoàng. Bây giờ là con nhận xét về người đàn ông này đi. Cảm quan của con nhìn mới đầu người này như thế nào? Dạ, thứ nhất là con nhìn chú rất là dễ mến ạ. Cái gương mặt của chú tạo cái cảm giác thân thiện với người đối diện. Và cho con hỏi thêm là chú có nóng tính không ạ? Hồi trẻ đó, mình chưa có kinh nghiệm, mình không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Bây giờ mình lớn rồi, cái tính nó đầm lại. Cái gì mà nó bất như ý mình á, mình phải bình tĩnh lại để mình kiểm soát cái cảm xúc mình. Dạ, lý do con hỏi điều đó là tại vì mẹ con có một cái tật tính xấu đó là nóng tính. Không phải là lúc nào cũng là nóng tính, nhưng mà một khi có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì mẹ sẽ rất là nóng tính. Thì đó là một cái khuyết điểm của mẹ. Thì nếu như mà trong trường hợp mẹ nóng tính thì chú có thể nào mà xoa dịu cái nóng tính đó của mẹ được không? Nếu mà rơi trong hoàn cảnh đó, chú hết sức là càng bình tĩnh hơn. Tại vì mình người ngoài cuộc, mình kiểm soát được tâm lý đó. Và chú có thể chú cho cái người đó nghe cái bài Người Nóng Tính, và để người đó biết kiềm chế cảm xúc. Dạ, có cảm ơn chú. Có bài nóng tính, nóng tính luôn hả? Kiềm bài chế hát sao anh? Hả? Không, cái đó bài hát tôi chưa soạn. Đạo diễn luôn. Mốt mà nóng tính. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, chửi xong rồi thì thôi chứ sao. Cái gì kỳ vậy? Câu sao là tự chế. Tự chế kỳ vậy. Bây giờ nhà trai mình đi với ai?
hôm nay cũng bất ngờ, tôi cũng đầu tiên là tôi cảm ơn mẹ của cô Tài, đó là Tố Nga, là mẹ của Tài, là nguyên là vợ của tôi. Nguyên là vợ của tôi. Phải nói là sau khi hai bên nó không còn duyên nữa, nhưng mà do tụi tôi đối xử cũng có cái gì đó nó tốt với nhau đó, nên là hôm nay tôi nói là tôi đi tìm vợ đó, bà lên bà phụ với tôi, bà coi bà chọn ấy, bà nhận lời liền đó. Rất là tôi cảm ơn. Cảm ơn chị rất nhiều vì hành động này. Cuộc đời thấy nó đẹp không? Rồi chào Tố Nga, thật ra cũng không có xa lạ gì hết á, cũng là thân quen với Quỳnh Linh rồi bao nhiêu năm rồi, lâu lắm mới gặp lại Tố Nga. Chào anh Linh, chào MC Ngọc Lan, dạ. Chào mọi người trong phim trường ạ. Cảm xúc của Nga hôm nay thế nào khi mà mình đi coi mắt vợ cho chồng cũ của mình? Chào, dạ. Cảm xúc sao Nga? Chung thì nó cũng hồi hộp, em cũng cầu mong mảnh là tìm được cái người đó hạnh phúc để tránh sống hạnh phúc cái sau này ạ. Sau này tụi em vẫn là bạn bè thôi. Dạ chị ơi, vậy chị có điều gì dặn dò không chị? Ví dụ như tính tình của ảnh như thế nào, có cái gì mà mình cần né ra không chị, dặn trước đi chị. Nói chung là tính anh Công thì anh cũng rất là tốt, rất là được, nhưng mà có cái là cái tôi thôi. Về thì mình điều tiết lại cái đó tí xíu, thí dụ như lúc ảnh mà cái tôi quá thì mình nên nhường tí xíu thì là được ạ. Chứ còn riêng anh Công thì cái gì cũng ok hết ạ. Rồi cảm ơn bạn. Hay quá. Rồi bây giờ Nga thấy nè, Nga nói gì cho Công nghe đi. Theo Nga đánh giá đây là người phụ nữ thế nào? Theo em thấy thì chị này cũng rất được ạ. Nói chung là thấy là ok đó, dễ thương. Nói về nghề nghiệp thì cũng hợp với anh Công á. Hai người cũng hợp với nhau đúng không? Thấy hợp á. Thấy hợp dạ. Đó. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Nhìn nụ cười của Nga hạnh phúc thấy cũng rất là cảm động ha. Cảm ơn Nga rất là nhiều về cái sự xuất hiện của em, để chứng minh thêm rằng là Công cũng tương đối là một người tốt. Chỉ có cái tôi thôi, mà nãy Công có nói là đó là thời xưa rồi, còn bây giờ lớn tuổi chắc là cái tôi nó cũng dằn lại chút rồi. Bây giờ chúng ta mở rào. Bây giờ tới phần trình bày của Công ha. Mời Công. Chào em. Em rất là xinh dáng. Chào anh. Dạ. Rồi sao bữa cơm này là ai nấu đây nè? Gì đây? Tôi có cái thói quen là thích ăn đồ nhà mình làm thôi. Tôi tự làm, sống độc thân mà. Tôi làm sẵn hết á. Thì hôm qua thì cũng có làm cái món cá điêu hồng kho với lại mía lao. Đó, tôi kho sẵn rồi, sẵn đây làm quà cho thể hiện cái tình cảm chính bằng tay mình làm. Dạ, nấu ngon không ngon? Nó cũng là một cái sức của mình bỏ vô đó. Tại lại thử vừa. Em mời bạn. Đây, con bưng lại coi thì sao? Ăn xong là có thử coi nào. Có trái cây thì thường tôi ăn cơm xong phải có trái cây. Thử xem. Đó. Để em xin phép. Em thử anh đem thử coi giám đốc du lịch sao? Rồi. Trời ơi. Có vừa dặn không? Thêm miếng cơm trắng nữa ngon. Được không Hoàng? Dạ ngon. Được hả? Rất ngon. Thì có gì đâu, em cứ đi hát ở nhà, anh rảnh anh nấu cơm cho em ăn chuyện bình thường. Rồi nên thử miếng cá dừa hồng kho lấy cho em. Mày lấy cho. Trời ơi, bị dính. Mà cái này là có xương, nhưng bảo đảm xương mềm, anh làm rất là mềm như cá mồi luôn. Trời ơi. Em ăn hết, cứ bỏ nhiều vô để cảm nhận. Em thấy có xương mềm cay không? Cay. Xương mềm không? Mà cũng thơm nữa. Ngon lắm anh. Đây. Cảm ơn anh nha. Bây giờ mời nhà gái coi. Dạ đúng rồi ạ, mời nhà gái lui cung ạ. Nhà trai tôi biểu diễn tiết mục đầu tiên. Hát cái gì đó, nhảy gì đó cho nó vui vui ra mắt nhà gái coi Công. Thôi tôi hát cái bài ca cổ toàn chữ cờ. Vậy tôi tên là Thành Công, và cái chữ toàn chữ cờ thì tôi sẽ hát cái ca cổ toàn chữ cờ nha. Chiều chiều cô trâu chơi cò cò cánh chuồng chó, cô chị chú chim có cây cao cây chanh cây chôm chôm cây chuối. Cô cháu chơi cò cò chán chán chịu chơi cầm cống có ca cổ con chó con chó chịu con chó cười. Con chó cắt tơ cắn chịu chơi con chó cha cha. Cô cháu cằn cọc cuốn chó cái khóc con chó chạy cầu cứu chị chú chiên. Chị chú chiên chửi cha chị cô của cô cháu. Cô cháu cầm cút cụp cằn cổ chỉ chú chiên chỉ chạy có cờ. Còn cô cháu cổ cổng con chó chịu con chó cười chim chim. Vỗ tay em. Bây giờ mình ngồi đó đi ha. Dạ, nhà gái cũng có món quà tặng cho nhà trai ạ. Khui quà tặng đây em tặng cho anh. Rồi, anh cảm ơn. Chào đồng bác. Đúng cái sở thích của mình cũng ra đường. Không, mở ra ướm thử coi. Dạ, đúng cả bác. Quang ướm thử cho. Chị có thể chọn luôn cũng được. Em chọn cái màu này là mặc áo sơ mi nào cũng được ạ. Đúng rồi, nó phù hợp. Cảm ơn em nhiều nha.
Thử đeo vô thử coi. Đeo cà vạt mới đi. Tạm thời vậy ha. Thôi sẵn đây anh tặng cho em tiếp một cái double nữa, cái quà nữa. Tại anh làm du lịch mà, anh tặng em cái voucher đi du lịch Quỷ Núi Suối Ma, tặng hai mẹ con nếu được duyên anh đi nữa. Đó, anh tặng em thêm một vé nữa. Du lịch Đà Lạt nha, nổi tiếng. Dạ. Em thường đi làm show, làm sự kiện, mình làm một công ty riêng hay là làm cho người ta? Hồi xưa là em ở đoàn. Hồi nhỏ là em học đồng ống hát bộ, xong lớn lên chuyển thầy cải lương. Sau này vô đây thì mới học thêm hồ quản. Rồi em hồi đó thì ở ngoài đó thì em cũng đi Bắc Nam rồi, em cũng làm trưởng đoàn. Nói chung chung là cũng gian chung. Nhưng mà vô còn thành phố thì cũng phải cố gắng. Để làm một trưởng đoàn á là phải đầy đủ bản lĩnh lắm. Và bạn là nữ thì cá tính chắc là hơi men để xử lý mọi việc. Em hồi nãy nói ưu điểm thôi. Khuyết điểm của em cũng có. Khuyết điểm của em là cái tính em rất là thẳng tính và nóng tính. Tại vì em rất là cương trực. Ví dụ như em nhắc một lần, hai lần, lần thứ ba mà không tương tác là em la ngay. Dù người đó là ai em cũng la liền. Nhưng em la là trong cái khoảnh khắc đó. Nhưng cái la đó nó có để âm ỉ trong lòng em, nó ngồi nổ hoài không? Dạ không, tại vì em muốn người ta tốt hơn. Công việc phải tương tác hơn. Nhưng mà người ta không thay đổi được, người ta không tốt thì sao? Có nghĩa là đó là muốn em lại mong cầu. Mong cầu nhiều quá người ta không đáp ứng được thì có phải mình dễ bị sân lên không? Dạ, nếu em đã nói một lần, hai lần, lần thứ ba em la mà không được nữa thì em không dùng người đó nữa. Không phải dùng, vậy thì em phải tôn trọng chứ. Thì mới bền nhau được, không lẽ đụng cái là cứ chặt giò, đụng cái chứ chặt giò. Nếu như trường hợp của anh rơi trường hợp đó thì anh có thể chia sẻ là mình phân tích. Mình bỏ cái mong cầu đi là nó sẽ nhẹ nhàng. Mà cái đáp ứng, cái bất như ý mà nó cứ tác động vô mình, cái mình sân lên, tác động mình không đáp ứng được mình sân lên thì không lẽ vợ chồng đi tới đây là cứ lại chia tay nữa. Không, cái đó là anh nói về vấn đề gia đình vợ chồng. Còn cái này là em nói về công việc làm ăn. Dạ, còn vợ chồng thì nó cũng tùy theo hai người, quan trọng là có tiếng nói chung hay không, có tạo ra một cái thoải mái cho nhau hay không. Một khi mà đã chấp nhận mà thương nhau mà hiểu nhau rồi, thích nhau rồi thì những cái chuyện lớn cũng thành chuyện nhỏ. Ví dụ còn như nếu giờ mà không thích rồi chuyện nhỏ cũng là thành chuyện lớn thôi. Ví dụ như bây giờ anh đang làm công ty du lịch thì em có thể em về hỗ trợ cho anh một cái mảng nào đó được không? Em chưa rành về sản phẩm du lịch thì anh có thể đưa sản phẩm và anh huấn luyện cho em trở thành du lịch, thì em có thể là một người đi chào bán hàng, giới thiệu, tư vấn về mảng du lịch. Hoặc là một cái sản phẩm về mặt dịch vụ sự kiện. Sự kiện là chắc em phù hợp hơn hả? Em xin lỗi nha. Em chưa biết được. Tại vì giữa em với anh nó chưa có một cái mối quan hệ gì để ràng buộc hết. Thành em không thể nói trước được. Đúng. Thôi bây giờ là anh với em hát một bài nào đó lãng mạn song ca được không? Một đoạn thôi. Dòng sông của em ha. Dòng sông của em, ok. Một đoạn ha. Nào đứng nắm tay nhau đứng lên diễn xuất đi nào. Đó. Chào em. Anh Công ơi. Ơi anh nghe. Chiếc xuồng nhỏ đưa hai đứa mình về sớm nhỏ, nghe rì rầm tiếng sóng vô gần xa. Dòng sông quê đẹp bông trắng ngà, nghe câu hát xa xa lòng anh chảnh nhớ. Ơi dàm có đông, ơi hỡi dòng sông, nước xanh biển biếc chẳng đổi thay dòng. Đuổi pháp đi rồi đuổi mỹ xâm lăng, giết tan đời giặc giữ gìn quê hương, giết tan đời giặc giữ gìn quê hương. Tớ bối cao quá, mời em lấy tông cao quá. Cao quá, ngồi để anh lấy tông lại nha. Tớ bối quen nhau anh thường kể cho em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông Dàm Co, kỷ niệm quê hương ấy tình em đó, rồi năm tháng xa nhau như con sông nhỏ trong lòng. Ca đi chật lắm hết trơn. Rồi, bây giờ mình trở về ghế đi. Chúng ta cũng hết thời gian rồi ha. Nếu mình cảm nhận đây là một người bạn có thể cùng tìm hiểu để tiến xa hơn thì mình bấm nút. Còn nếu mình cảm giác đây không đúng thì mình không cần bấm đâu các bạn. Tìm hiểu mà, cứ bấm đi em. Theo anh, anh rất luôn tôn trọng người đẹp. Chắc chắn là anh sẽ chọn cô này để anh tìm hiểu. Anh bấm cái nè, anh bấm cái nè. Dạ, vậy thôi em đếm luôn 1, 2, 3 ạ. Em không bấm. Bấm tiên. Là không có cơ hội tìm hiểu hả? Em xin lỗi. Anh bấm nữa. Xin lỗi anh nha, anh rất là dễ thương, rất là vừa hí hổng, vui tính. Không phải em không bấm cho anh thì cũng rất là nhiều người khác cũng để ý anh, bấm cho anh. Nè. Nhưng mà không phải không bấm là không chấp nhận.
thì mình cứ tiếp tục có thể cho nhau điện thoại, mình tìm hiểu với nhau. Dạ. À, anh cảm ơn em rất nhiều. Cũng cảm ơn chương trình đã cho Diễm Hoàng gặp một người bạn cũng rất là vui vẻ. Đây cũng là một cái duyên, nhưng mà chưa tới cái nợ cho lắm. Đúng rồi. Thì cứ còn tìm hiểu nữa anh nha. Rồi, rồi. Chúng ta là những người lớn hết rồi, không quan trọng điều đó. Dạ. Chúng ta có thể tìm hiểu ở nhau ngoài đời cũng được, không sao cả ha. Dạ, dạ. Chúc cho chúng ta mỗi một người sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Nhưng mà biết đâu, có những cặp đôi không bấm trên sóng truyền hình. Dạ, đúng. Nhưng sau đó họ đã cưới nhau. Đúng rồi anh. Chúng tôi thông báo như vậy dạ, nha. Dạ. Trải qua ba mối tình sâu sắc. Trời ơi. Ba mối tình sâu sắc hả? Trời ơi. Dữ vậy. Nói chung ba bạn nữ cũng rất là tốt. Em thì chưa có mối tình chính thức nào. Tuy là bề ngoài là vui vẻ, nhưng mà để mà thật sự thân thiết em ấy, nó cũng cần một thời gian đi chậm từ từ. Em là một người chỉ thích tiếp cận chậm, không thích nhanh. Đấy, tùy vào ý chí của anh. Mời nhà trai. Mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Mời chào em, mời em ngồi. Thôi, giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, chào anh Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên Trần Cao Sang, năm nay 29 tuổi, hiện đang kinh doanh và sinh sống tại Vĩnh Long. Kinh doanh gì Sang? Dạ, em nhà em kinh doanh về dịch vụ ô tô xe tải. Cụ thể là giữ xe, rửa xe, cho thuê. À. Dạ, em còn có buôn bán thêm xe tải cũ, ô tô cũ. À, là Sang kinh doanh luôn á đúng không? Dạ, em kinh doanh cùng với chú. Rồi. Dạ. Mời nhà gái. Giới thiệu về mình em nha. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào chị Ngọc Lan ạ. Chào các quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Đỗ Thị Hải Yến ạ. Năm nay em 28 tuổi. Em thì quê ở Thanh Hóa nhưng hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Nha Trang ạ. Công việc hiện tại của em là em làm tại phòng kinh doanh của một khách sạn 4 sao chuyên về mảng dịch vụ lưu trú và tổ chức sự kiện tiệc cưới. Dạ. Ở tại Nha Trang luôn hả? Dạ vâng, tại Nha Trang. Là em mới bay vào đây để tham gia chương trình. Dạ vâng, đúng rồi, em mới đi từ tối qua. Quý quá. Dạ. Trời em gái dễ thương quá. Bây giờ thì ưu điểm của mình, khuyết điểm gì mình nói cho nhà trai nghe cái nè. Ưu điểm của em ý, thì là em là một người vui vẻ, hoạt bát. Có một chút hài hước nữa. Dạ. Em thì luôn khiến mọi người xung quanh là vui vẻ. Ở đâu em cũng hay thích những nơi sôi động. Em thì yêu thích thể thao này. Đấy, em thích hoạt động ngoài trời, thích du lịch, ăn uống. Dạ. Cái này là cái điểm cộng đó nha. Xuất hiện đâu mọi người vui vẻ đó là điểm cộng luôn. Rồi, còn dạ. Bạn Cao Sang bên kia thì thế nào? Ưu điểm nghe cái tên nó quyền quý dễ sợ. Ưu điểm, khuyết điểm nói cho nhà gái nghe cái đi. Dạ, ưu điểm của em thì em cũng vui vẻ, hòa đồng. Em không hút thuốc. Rượu bia em cũng uống ở mức hạn chế. Em biết nấu ăn. Về sở thích thì em thích thể thao và du lịch. Em thích du lịch Khánh Hòa không? Dạ em mới đi về luôn. Trời đất ơi, mới về luôn. Dạ, hả? Mới về hồi khuya thứ hai. Ủa vậy hả? Ủa vậy biết... vừa rồi mình đi Khánh Hòa Nha Trang đó là mình ở khách sạn nào? Dạ em ở căn hộ Mường Thanh đó chị. Khách sạn em cũng gần Mường Thanh. Dạ. Hồn tưởng rồi. Tưởng ở chung khách sạn là thấy là đúng duyên luôn á. Trời đất ơi. Vậy mà biết phải gặp trước dẫn vô đây một lượt luôn ha. Đó, cũng là một cái duyên rồi đó nha. Em trai đường tình duyên thế nào? Dạ thì em cũng trải qua ba mối tình sâu sắc. Trời ơi. Ba mối tình sâu sắc hả? Trời ơi. Dữ vậy. Nói chung ba bạn nữ cũng rất là tốt. Chỉ có tụi em do bị khoảng cách địa lý á. Trắc trở quá ha. Dạ. Còn bạn này ở Nha Trang đó nha. Đó. Bây giờ cũng hơi xa đó nha. Đường tình duyên bên đó làm sao? Dạ em thì chưa có mối tình chính thức nào. Tức là có tìm hiểu, quen biết nhưng mà để một mối tình sâu sắc như bạn bên kia thì không có. Trời dạ, hiện tại là đang lận đận. Chưa có cảm giác yêu đương gì luôn đó hả? Dạ. Trời ơi. Vậy rồi giờ mình muốn có bạn trai như thế nào? Em thì thích một người con trai thì cũng thích thể thao giống em. Thích du lịch, ăn uống, có các điểm chung. Là một người cũng vui tính một chút. Em không thích một người lười biếng. Em có thích cao thấp như thế nào không? Dạ, em cũng thích một người cao ráo, ưa nhìn. Để chị qua chị nhìn cái coi. Bên này bạn này chăm chỉ làm ăn lắm đó, cũng cao ráo lắm. Chào em, rồi bạn này dễ thương quá. Chất phát thật thà đó, qua coi đi. Sao hồi nãy giờ những cái yêu cầu của bạn gái đưa ra, mình thấy mình đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc khoảng hơn 90%. Wow, tự tin. 90% hả? Đàn ông là phải tự tin. Bây giờ nói sơ sơ mình yêu cầu của mình đi. Dạ, mẫu bạn gái lý tưởng của em thì... xinh xắn vô luôn, xinh cao chắc mét 6 trở lên, xém xém chút nhưng mà không, cái xinh đẹp nhỏ dễ luôn á. Dạ thì đó chỉ là mẫu lý tưởng thôi. Còn về tính cách thì em cần mong muốn tìm một bạn gái biết lắng nghe, thấu hiểu. Bạn làm
khách sạn mà lắng nghe. Đúng rồi, dịch vụ chăm sóc khách hàng mà... là khách chửi cũng phải nghe, khách chửi cũng phải nghe. Giờ mày nói người thân đi nè. Đi dai vậy em gái? Em đi với em gái của em. Em được á hả? Dạ vâng, em gái luôn. Xinh quá, hai chị em xinh quá trời nhau. Con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Chào anh, em có một vấn đề muốn hỏi anh là em thấy tính của chị em ấy thì có vẻ là không thích người một người gia trưởng, thì không biết anh có gia trưởng hay không ạ? Gia trưởng thì mình không có, tại vì mình cũng thích một người năng động, với lại cũng không thích kiểm soát trong tình yêu. Mỗi người có một cái không gian riêng của mình nên tôn trọng điều đó. Dạ thì em thấy anh bên đây cũng được, mong là anh chị cho nhau cơ hội để có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn và có thể tiến tới hôn nhân sau này. Dạ. Cảm ơn em. Rồi nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi đến với mẹ và thím Út. Ôi, có gia đình. Có mẹ luôn ha. Xin chào chương trình, chào Quyền Linh, chào Lan. Dạ. Chào mọi người trong khán đài, chào cháu gái. Con ơi, cô gái hôm nay cũng xinh đó con. Mẹ thấy sở thích của cô với lại của con giống giống nhau đó. Cho cô hỏi con câu nha. Dạ, vâng. Ví dụ như hai con có đi xa hơn một chút đó, con có chịu chuyển công tác về quê chồng không? Dạ, con nghĩ là nếu mà hai bên đủ yêu nhau, đủ hiểu nhau ấy, thì cái khoảng cách thì nó có thể rút ngắn lại sau này. Dạ. Nói chung là cái đấy thì con không nghĩ là nó là một vấn đề lớn. Nếu mà con cảm thấy có một người hợp thì con sẵn sàng hy sinh cái điều đó. Dạ. Rồi cô cảm ơn con. Dạ. Con ơi, con mẹ thấy được á con. Có gì hai con cho nhau cơ hội nha. Trời, thấy được quá con ơi, con mẹ thấy được đó con. Trời ơi, sao mà mẹ hiền dữ. Đúng rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Mở rào. Bình tĩnh. Bắt đầu đi sang. Chào em. Dạ. Anh có món quà để tặng. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ. Em có món quà này là sen lá do em tự trồng. Dạ. Sen lá thì nó là một cái cây mọng nước ấy, thì nó sống ở những nơi mà khắc nghiệt nhất. Thì mỗi lần nhìn nó thì anh có thể là vượt qua được những cái khó khăn. Đấy, em cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Anh cũng rất là sen lá. Dạ. Dạ. Bạn trai tặng bạn gái cái gì? Diễn giải món quà của mình. Anh tặng em sáp thơm. Dạ. Em có thể để trong phòng hoặc là tủ quần áo. Dạ. Thì anh mong muốn là mỗi ngày em có thể cảm nhận được mùi thơ hương nhẹ nhàng để tinh thần em sảng khoái làm việc hơn. Dạ, dạ, dạ. Em cảm ơn. Dạ. Ngoài ra thì em có em theo hai món quà nhỏ để tặng anh Quyền Linh. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ, chị Ngọc Lan ạ. Rồi, hai cái ly uống nước nè. Cảm ơn sự chu đáo của em. Rồi, hai bạn ngồi nói chuyện đi. Sau khi mở màn á, cảm thấy em rất là dễ thương. Trong hồ sơ ban đầu anh ghi là anh thích cô gái tóc ngắn. À thế ạ, thế chứ. Dạ đúng rồi. Là em mới cắt tóc. Em có cảm nhận gì anh? Em thấy anh là một người mới nhìn qua thì thấy khá là chu đáo. Đấy, quan tâm đến người khác. Nói chung mẫu hình lý tưởng của em thì cũng như vậy, biết quan tâm với người khác, chủ yếu là như thế. Nếu mà hay là mình cho nhau cơ hội á, thì mà mình tìm hiểu nhau khoảng bao lâu thì có thể tiến tới hôn nhân? Em nghĩ là tùy sự đồng điệu của hai đứa thì cái thời gian nó sẽ có thể là rất nhanh, cũng có thể là rất chậm. Nhưng mà em nói trước là em là một con người là tuy là bề ngoài là vui vẻ, nhưng mà để mà thật sự thân thiết với em ấy, nó cũng cần một thời gian đi chậm từ từ. Em là một con người chỉ thích tiếp cận chậm, không thích nhanh. Đấy, nên là cũng có thể là sẽ khá mất thời gian cho anh. Em cảnh báo trước vậy thôi. Cảnh báo. Dạ, tức là tùy vào ý chí của anh. Đấy, em cũng sẽ cố gắng nữa. Đấy, nếu mà chung sở thích các thứ thì có thể là nói chuyện với nhau nhiều hơn và hiểu nhau rõ hơn. Rồi bây giờ sang bước tới nắm tay em gái đi. Hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau, Sang nói hết những cái suy nghĩ của mình về cuộc nói chuyện nãy giờ với bạn gái đi. Cảm xúc của mình hiện như thế nào đối với đối phương? Ra thì anh cũng chờ đợi rất lâu rồi để được lên sóng ngày hôm nay. Thì anh với em gặp nhau hôm nay cũng là một cái duyên. Thì anh cũng mong là hai đứa mình có thể trao nhau cơ hội để được tìm hiểu và có thể tiến xa hơn. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ vâng, em cảm ơn. Rồi. Anh thấy hai bạn nói chuyện rất là hợp với nhau. Vấn đề chỉ còn khoảng cách thôi. Nếu hai bạn chinh phục được khoảng cách đó, tôi tin rằng các bạn sẽ đến với nhau rất là sớm. Chị Ngọc Lan sẽ đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian, chúc mừng. Hai bạn đã bấm rất nhanh. Đã bấm. Rất quyết đoán đó. Hãy nắm tay nhau đi nào. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có tin vui cho chương trình. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Nó dắt con đi xuống dưới lầu 1 chơi. Thằng Khoa, lên đây cưng.
Đây quốc tế thiếu nhi. Này quốc tế thiếu nhi cưng lên đây. Lên đây. Bữa nay là chú ngồi im thôi để con nói thôi. Ủa Toshiba. Mà đứng mình chào mà mình cứ Toshiba. Mai quay. Qua chú quay cái gì? Mai quay mấy ngày nay liên tục luôn, ngày nào cũng quay. À mấy buổi chú quay mẹ chồng nàng dâu phải không? Ơ con thấy Lộc quay lại. À. Đây số cuối hả? Không có biết. Biết ngày quay gì đó, ký ức. Tức ngoài tới 7-8 giờ. Ấy khung giờ mới là gì? 17 giờ à? 17 giờ 50 thứ 7 ở dưới là gì? Đã đuôi không thấy đường còn tô đen nữa. 20 giờ 30 thứ 2. Rồi lên sóng nha. Buồn ngủ ngủ lên sóng mới cười tươi lên, mở mắt bự lên. Máy chơi. 5 4 3 2 1. Xin chào. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 thứ 7 và 20 giờ 30 thứ 2 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Cảm ơn nhà hàng Toshiba Việt Nam. Toshiba Việt Nam chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ Quỳnh Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu đến với cặp đôi đầu tiên. Mời nhà trai. Wow. Rồi ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Trời ơi, hai chị em tôi hôm nay mặc đồ giống nhau chưa? Rồi, xin mời em trai giới thiệu về mình. Con chào chú Quỳnh Linh. Chào con. Quý vị khán giả đây, có mặt ở đây và bạn nữ bên kia. Con tên Hồ Hoàng Lộc, 27 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Lộc? Dạ, con làm nhân viên ngân hàng. Nhân viên ngân hàng làm ghê vậy? Dạ. Nhân viên làm cái gì, khâu gì? Dạ, khâu giấy tờ chú. Khâu giấy tờ mà làm thấy ghê vậy? Dạ. Khâu giấy tờ là vậy đi làm luôn hả? Dạ hả. Cái này là hôm nay con xin off chút. À xin off hả? Tưởng dạ. Tưởng đi làm ngân hàng làm giấy tờ mà làm thứ ghê vậy. Dạ. Làm thấy ớn luôn á. Dạ. Thì vô chắc hết làm giấy tờ luôn á. Bộ bên đó thấy ghê lắm hả? Làm thấy ghê lắm. Để con thấy ớn luôn á. Để coi bên đây như thế nào nha. Mời bạn nữ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Minh Tú, năm nay em 25 tuổi. Quê quán của em là ở Bà Rịa Vũng Tàu. Và công việc hiện tại của em là nhân viên phòng thí nghiệm của công ty Inflor, chuyên sản xuất về bột mì. À, nhân viên phòng thí nghiệm. Thí nghiệm gì? Virus hả? Chuyên sản xuất bột mì, tức là thí nghiệm về thực phẩm á, về mạng à, thực phẩm. À, thí nghiệm về thực phẩm rồi đó hả? Dạ, vậy là cô này giỏi hóa lắm nè. Đúng rồi. Bên đó đúng giỏi không? Hóa, bên đây giỏi ngân hàng. Dạ, sơ sơ chị. Sơ sơ. Rồi. Bây giờ mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè Lộc? Dạ, ưu điểm của con là hiền lành, nhiệt tình, ga lăng. Hiền lành. Dạ. Nhiệt tình. Dạ. Ga lăng. Dạ. Mặc bộ đồ này vô hiền dữ rồi nha. Rồi. Điểm yếu gì nữa Lộc? Điểm yếu của con là quá nhiệt tình và hơi nóng tính một chút xíu. Nóng không? Dạ. Ngồi vô đừng nóng nha. Dạ. Nóng là có chuyện đó nha. Thôi. À, nóng là có chuyện đó nha. Trời bên kia căng thẳng quá vậy. Dạ. Bên đồ kia này là nóng là có chuyện đó nha. Wow. Dạ, ngon vô. Ngon vô đây. Chào em. Dạ chào chị. Dạ thôi chị không dám qua. Về. Dạ. Rồi. Là cay tôi nay hơi bị ngon rồi nha. Em sợ quá chị. Đừng sợ đó. Đừng có bước qua tới cửa nha, xin dạ phép đàng hoàng nha. Dạ không dám qua. Nóng có chuyện à. Dạ. Tới công chuyện luôn á. Bộ đồ đó mà nóng nữa là mệt nữa. Rồi. Nhà trai tôi vậy đó, hiền lành nhút nhát, lâu lâu nóng có chuyện.
Rồi sao? Nhà gái sao nè? Bây giờ nhà gái làm sao nè? Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì nè? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, dễ thích nghi với môi trường mới. À, rồi. Sở trường là em thích đi du lịch. Du lịch ha? Dạ, đi Đà Lạt rồi thích chụp hình, sống ảo. Ở bên kia là ga lăng lắm, là đi du lịch chung là chụp hình cho bạn gái thôi. Sống ảo không bằng bên kia đâu. Bên đó ảo dữ luôn á, ảo tới luôn á. Rồi, bây giờ mình có mấy mối tình nè? Dạ, em có 3 mối tình. 3 mối rồi hả? Dạ. Cũng khá dữ ha. Mối thứ nhất dài không? Dạ không, nói chung là tất cả đều vài tháng thôi. Quen lát đát cho vui vậy thôi ha. Vài tháng thôi ha. Dạ. Nhưng mà lý do sao mà chia tay luôn 3 mối đó vậy? Dạ, em là đạo công giáo. À, nên là em em gặp mấy bạn tình công an không à. Nên là... Rồi, được rồi, hiểu rồi ha. Mấy mối? Dạ, 3 mối chú. Vậy nó cũng dữ quá. 3 mối vậy hả? Dạ. Mối dài lâu nhất là dạ, nhiêu? Dạ, cấp 3, học cấp 3 chú. À. Mấy năm? Dạ, 1 năm. Mối thứ hai mấy năm? Mối thứ hai là 1 tháng chú. Mối đó dài quá ha. Dạ. Tháng rồi quen nhau làm gì? Ờ, quen nhau nhưng mà không hợp tính nhau chú. Có nên... tới công chuyện luôn không? Dạ, được không. Rồi mối thứ ba? Mối thứ ba y chang mối thứ hai luôn chú. Cũng tháng nữa? Dạ đúng rồi. Nó quen làm như mối tình tháng hay gì đó. Chắc nóng lắm hả? Dạ. Có cãi nhau không? À, có chú nhưng mà không có đụng chạm tay chân. Mai mà không đụng tay chân đó. Đụng là mệt luôn. Dạ. Rồi đó. Rồi bên mỗi bên 3 mối rồi đó. Trời. Bây giờ hỏi nhà gái coi yêu cầu sao nè. Mình 3 mối rồi, giờ tới mối thứ tư mình muốn làm sao nè. Dạ, em muốn tìm một người chín chắn trong suy nghĩ, có công việc ổn định. Để nhét nó vô giữa kỳ quá nha. Ga lăng, nhiệt tình và nhường nhịn, hiểu được phụ nữ và kiềm chế bản thân. Bên chúng đó chị thấy mặc bộ đồ đó, chị không biết có kiềm chế được hay không nha. Bộ đồ đó nó cũng hơi mệt lắm đó. Nhưng mà bên đó là có ga lăng. Em nghe căng quá chị ơi. Ừ, rất là ga lăng. Nói với chị là, nói với chú Quyền Linh là ga lăng lắm. Có cái điều gì mà em không thích ở đàn ông không? À, dạ, hút thuốc. Hút thuốc hả? Để chị hỏi. Gia trưởng. Gia trưởng hả? Để gì nữa? Vũ phu. Vũ phu. Rồi, để chị hỏi. Dạ, chính thức qua chào chàng trai. Dạ. Nãy giờ chị không dám qua. Rồi chị nhìn em, chị cũng hơi sợ. Dạ. Nhưng mà chị hiểu chị. Chị nghĩ là những người mà mặc lên mình bộ đồ này á, thì họ đã được học cái gọi là cái kiềm chế bản thân rất là nhiều. Kiềm thôi chứ nóng lên có chuyện là tới có chuyện luôn. Thì đừng ghẹo cho người ta nóng. Đừng có ghẹo cho nó nóng nha. Muốn không nóng mặc đồ mát mẻ chút, mặc đồ này nó nóng lắm. Dạ, cái này chương trình kia em mặc cái chị. Dạ. Chương trình kia em mặc hả? Dạ. Nhỏ nào kêu? Đứa nào? Chương trình nhỏ nào kêu mặc? Đứa nào kêu? Em không biết nữa chị. Chị xuống chị xử liền rồi. Em định mặc áo sơ mi nhưng mà chương trình kêu em mặc áo này. Nghĩa hả? Con chuyện gai hàng ta. Vậy kêu người ta mặc đồ này làm chi vậy mấy chị? Nhưng mà thường ngày đi làm có mặc đồ này không? Để không chú. Đi đâu có mặc đồ này? Dạ đi tập. Đi tập mới mặc đúng không? Dạ. Rồi được. Nhưng mà mặc đồ này thấy cũng chưa cứng cáp luôn á. Dạ. Nóng tính dữ không? Dạ không. Nóng tính nếu dụ như mà cãi nhau thì xong con bỏ đi thôi. Có khi nào mà mình vận dụng những cái môn võ mà mình học, những cái thế đòn mà mình học để mà mình xử lý cái việc ở ngoài đời chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ? Dạ chưa. Nhưng mà em có hình dung ra được một ngày nào đó em sẽ vận dụng những cái này để em bắt cướp chẳng hạn, hay là giúp người khác chẳng hạn? Dạ. Có chưa? Dạ, có hình dung em được. Suy nghĩ rồi. Tức là đã sẵn sàng cái việc. Dạ. Đó đúng không? Dạ, đúng. Vậy thì tốt quá. Dạ. Con chị cũng học võ. Dạ. Ừ. Bữa nào kêu con thi đấu với chú? Vô lộn mèo không à? Không đánh được một đòn nào. Bữa nào lộn mèo. Con của con thi đấu với chú chơi. Ok không? Chú. Nha. Tối nay con chở lên luôn. Thách đấu luôn. Nè. Bây giờ vừa mở màn lên chơi vài đòn liền. Đúng. Dạ. Mình biểu diễn nha. Liền. Biểu diễn liền nha. Dạ. Cho một đàn trai khí thế coi. Tới công chuyện luôn. Dạ. Ha. Được bây không? Giờ mình thích bạn gái làm sao nè? Dạ, thích bạn gái là hiền lành, biết kính trên nhường dưới, yêu thương động vật ạ. Ở nhà có nuôi con gì không? Dạ có, em nuôi vẹt. Nuôi vẹt với chó. À, nuôi vẹt với con chó. Đem theo con heo. Của con đó chú. Tuổi của người ta. Linh vật của người ta. Tuổi này phải, nếu tuổi con cũng phải nuôi con heo này luôn chứ. Đúng không? Rồi. Rồi có gì mà không thích không? À, không thích bạn gái hay nói nhiều á.
càm ràm á, và phải chung thủy. Con không thích cũng được con ơi, bản tính là nói nhiều con ơi, không hay càm ràm lắm. Có hút thuốc không? Dạ không. Có nhậu nhẹt không? Nhậu nhẹt ví dụ như uống một hai ly uống, còn không thôi. Bên đây không hút thuốc, rồi nhậu nhẹt một hai ly uống thôi. Có bên gia trưởng không? Dạ không. Không luôn. Quá khứ rồi chị. Quá khứ. Hồi đó gia trưởng đúng không? Dạ, hồi đó lúc hồi cấp 3 á chị, thì kiểu như em bị giống tính ba em á, hay gia trưởng, nhưng mà giờ hết rồi. Đừng nói xấu ba nha. Đúng. Ba nghe mệt lắm mà. Xin đi năn nỉ mấy ảnh cắt chỗ này đi, chứ để ba nghe đó, năn nỉ đi. Bây giờ mình không thích điều gì của đàn ông? Ghét nhất cái gì, tật gì? Dạ hút thuốc. Hút thuốc rồi, kia không hút thuốc rồi. Hút thuốc gia trưởng người ta không thích. Không có luôn, khỏe ra ha. Dạ. Chừng nào lấy chồng được nè? Năm sau nữa. Năm sau, có thể năm sau nữa đúng không? Rồi nếu mà tới á, là năm sau. Đúng, giờ còn mấy tháng nữa tới rồi. Còn không hiểu nhau, thêm năm nữa cũng được. Còn 6 tháng nữa tới năm nhà sau. Nhà gái tôi mở rộng cửa luôn. Đúng. Ủa nhà gái tôi là sao? Bên nhà gái bên đây mở rộng cửa. Bây giờ mình hỏi người thân người ta đi. Vậy đi. Ừ. Nhiệm vụ mình là hết rồi đó. Đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em ngồi dưới. À dạ. Mẹ mặc áo về vàng nổi quá ha. Đẹp luôn. Chào nhà trai. Dạ xin chào kia dễ thương. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Hồ Hoàng Lộc. Đâu có. Hôm nay tôi tới chương trình này, tôi rất là vui bởi vì chương trình này là đem rất là nhiều gọi như là niềm vui hạnh phúc cho các cháu. Thì nhân đây thì tôi cũng các cháu thì hồi nãy là cũng nói hết những cái ưu điểm và nhược điểm rồi. Thì như cháu gái bên đây thì tôi thấy là cháu rất là dễ thương, rất là xinh. Cô rất là thích cháu. Thì cũng mong cho hai cháu là bấm nút để có cơ hội hẹn hò. Tôi xin hết ạ. Dạ, trời ơi. Nhà gái chịu rồi đó. Giờ còn nhà trai, ý nhà trai chịu rồi đó. Còn buồn ngủ hả? Còn nhà gái sao nè, đi với ai? Dạ, đi với hai dì và ba người bạn thân của em ạ. Có dì nữa ha, dì dạ. Như mẹ luôn. Dì, hai dì. Dì như mẹ luôn rồi. Dạ. Mình để trong. Mình để ở trong cái gì? Trong cái kiến á. Dạ, xin chào chị, xin chào MC Quyền Linh, dạ, xin chào chị. MC Ngọc Lan, dạ. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Chị là dì của cháu Phạm Minh Tú, hôm nay chị đến chương trình cũng vui lắm, lần đầu tiên đến nghe nó hồi hộp mà nó sự sáng giờ nghe nó run run hồi hộp mà vô đây thấy cô chú vui tánh, thành ra mình cũng bớt cái run đi. Theo chị thấy nãy giờ là cháu Lộc này nhìn ngoại hình cũng dễ coi dễ nhìn, dạ. Thấy cũng hiền lành, dạ, thấy cũng cô. Dễ thương, cũng hoạt bát. Thôi giờ mình để cho thuận theo tự nhiên cho hai cháu nó tìm hiểu với nhau, dạ. Rồi chị xin hết, xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn gì. Lộc nó hiền lành lắm nhưng mà cần bảo vệ, nó có bộ đồ bảo vệ liền thôi. Đúng không? Thấy là chắc chắn rồi. Bây giờ là cháu của gì khỏi phải lo. Chuẩn bị chưa, sẵn sàng chưa? Dạ. Chị mở rào là mình biết mình phải làm gì rồi, đúng dạ. không? Dạ rồi. Mở rào. Mở liền. Đây ha. Mở dạ. biểu diễn cái là đưa con dạ. heo tới liền. Đấm đá gì luôn cái. Đúng rồi. Dạ. Xong đưa con heo qua luôn nha. Dạ. Biểu diễn cho ấn tượng với là nhà gái đó coi. Hết hồn chưa? Bắt đầu. Vô. Qua bên kia đưa trước mặt người ta kìa. Nhiều biểu diễn vô. Nhiều nhiều vô. Biểu diễn dạ. nhiều vô trước mặt người ta chứ đâu phải biểu diễn cho đây coi. Biểu diễn cho nhà gái thế. Dạ, dạ, dạ. Trước mặt ta đó. Vô. Tới luôn nữa, hai ba cái nữa. Có nhiêu đó hả? Dạ. Ủa học lâu chưa? Dạ học 2 năm. 2 năm có nhiêu đó hả? Dạ. Thêm hai ba cái nữa coi. Nhào lộn đồ không? Cứ bay lên đá cặp cổ đồ. Dạ chưa, em chưa học tới. Giờ cháu quẩy đồ á. Bây giờ làm lại gần gần nó nhiều vô cho bạn gái thấy, bạn gái mới nể chứ. Dạ. Bắt đầu. Đúng rồi đó, dạ. thấy chưa? Bây giờ mình lộn mới đứng mình làm một hơi luôn chứ nó liên khúc luôn. Dạ. Mình làm một lèo, mình lộn một cái mình vô thế cái mình. Đúng rồi, cho nó liên dạ. hoàn khước luôn nào. 2, 3, chơi. Đó. Thôi. Dạ. Thì ghê chưa? Đúng rồi, hôm qua mình làm y chang vậy luôn. Ê, đưa con heo trước đi rồi tới dạ. này sao?
Anh có món quà anh tặng cho em. Hả, em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng cho anh. Chưa còn nữa, nhà trai có hai món nữa. Nè, cứ cầm cho con. Làm chứ. Anh có làm cái bánh không? Cái này là anh làm hay? Đúng rồi, anh tự làm. Chưa? Em cảm ơn anh. Cái nhà trai tôi nể nhà trai tôi chưa? Dạ, biết học giỏ mà còn biết làm bánh. Thôi, nó vừa làm bánh vừa học giỏ đó. Có gì đây? Dạ. Chai, kẹo sô cô la. Dạ, anh mở ra, anh ăn thử. Ăn thử đi, ăn thử. Để về nhà ăn em. Không, ăn thử, người ta mời ăn liền luôn. Dạ. Ăn tôi ké chứ. Dạ. Thôi đi. Trời, tao mời ăn làm liền chứ. Bụng ngủ quá, hay nói bậy rồi. Hội chứ. Dạ. Gì đây? Kẹo. Con ăn trước thì của con trước, chú dạ, mới dạ. Dám ké chứ. Chú cho con chú hai cục nha. Dạ dạ, được chú. Chú còn hai đứa nhỏ. Dạ được chú. Trong đó có một lá thư. Lá thư. Đúng rồi. Anh ăn kẹo đi rồi anh đọc okay. Cái ăn thiệp đó cũng được. Dạ. Ăn cục cho chung cục đúng không? Dạ. Họ cho hai đứa con gái chú hai cục nha. Dạ được chú. Dạ được. Nhà tội nghiệp nó không có sô cô la. Dạ. Chú. MC hay xin đồ ăn nhất luôn á. Đó. Đừng có rung, bình tĩnh. Có chú đây đừng có lo. Dạ. Mình mặc đồ giỏ mình phải cứng cáp lên nha. Dạ. Nãy biểu diễn là nhà gái là ok rồi đó. Nhà gái có mẹ và dì bạn gái là dạ. Ủng hộ con rồi đó. Giờ mở ra nè ha. Cứ ăn đi chú đọc phụ cho. Để không lẽ lấy hai cục sô cô la không dạ. Vạn hạt mưa rơi không hạt nào là nhầm chỗ. Vạn người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên. Có sự sắp xếp của dạ. Thượng Đế dạ. Bữa nay mới gặp Lộc đó dạ. Ăn hết đi. Dạ, xong rồi chú. Xong rồi hả? Dạ, xong rồi. Làm cục nữa không? Dạ không, dạ được rồi chứ. Thôi vậy chú ăn nha. Dạ dạ. Rồi, tiến hành bên kia đi. Cho anh nắm tay em nhé. Sẽ luôn thật gần bên em. Sẽ luôn là vòng tay ấm em. Sẽ luôn là người yêu em. Cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh. Lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Vì em luôn là tia nắng trong anh. Không xa rời. Em cảm ơn. Em cũng có một bài hát muốn gửi tặng cho anh. Wow. Nhưng mà hơi rung thì... Không sao, cứ hát đi. Nào. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp. Đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tu cầu. Loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé. Em sẽ đến bên anh và nói. Em xin hát ạ. Nói gì lát coi, nói gì nè. Nói anh yêu em. Dễ thương quá rồi. Bắt đầu đó, mình giao lưu văn nghệ ha, biểu diễn nghệ võ thuật này kia xong hết rồi. Bây giờ bắt đầu mình vô công chuyện nha. Dạ. Đó, bây giờ là hỏi coi em cảm nhận anh thế nào. Em cảm nhận anh như thế nào? Em cũng thấy anh là một người thật thà. Cũng điềm đạm, nhưng mà biết làm bánh với lại học võ sao nó cứ ngược ngược nhau anh. Không, lúc nhào bột là người ta vận dụng nội công, khí công ở trong đó người ta mới nhào được cục bột chứ không thôi là phải dùng máy rồi. Coi như là tề gia nội trợ đúng. Luôn. Dạ. Ở ngoài là bảo vệ bạn gái là ga lăng tới bến luôn, về nhà là như một người nội trợ luôn. Thấy ngon không? Đâu phải là người đàn ông nào cũng làm được điều đó đâu. Tao quýnh vỏ tao không làm bánh, tao làm bánh tao không quýnh vỏ. Còn này vừa quýnh bò vỏ vừa làm bánh luôn. Văn vỏ song toàn. Hồi nãy anh có nói là anh có nuôi thú cưng là vẹt với lại chó. Ừ. Anh nuôi chó gì vậy? Anh nuôi chó cho chó ta. Thì nuôi vậy như chó cỏ chứ không có cho nó vô nhà đúng không? Có cho vô nhà em. À cho vô nhà hả? Em hơi ngại lông chó. À. Em ngại có lông không? Chó về cạo lông hết chó. Nuôi miếng chó có lông đi. Chuyển qua nuôi cái con mèo gì mà nó không có lông á. Mèo chịu lông. Con mèo gì á, con mèo Anh Quốc phải không? Ừ đúng rồi. Mèo nhìn mặn kỳ lắm.
chó thì không sao. Bây giờ mình nữa mình làm cái nhà chuồng chó đó mình để ngoài cũng được đúng không? Dạ được chú. Được, nhà trai làm được. Anh đô của anh mấy lon? Đô của anh hả? Chắc 5-6 lon gì đó em. 5-6 lon hả? Không, chừng nửa thùng đổ lại là được rồi. Anh có hay đi nhậu không? Không em, anh ít đi nhậu lắm. Vậy cuối tuần anh rảnh anh làm cái gì? Ví dụ như anh đi học nhạc nè. Anh đi tập võ với bạn bè nè. Anh học nhạc là học đàn, học hát hay là... Anh học hát em. Cái đó là đam mê hay là anh có cái mục tiêu gì khác cho cái việc... Anh đam mê nhạc với lại võ. Nhà anh là ở Sài Gòn luôn. Đúng rồi. Ở quận mấy anh? Mình ở quận... Anh ở quận Thủ Đức. Thủ Đức, dạ. Công việc anh hành chính hả? Đúng rồi, anh làm từ thứ hai thứ sáu. Hai thứ sáu, thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Được nghỉ. Em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Đó là từ Sài Gòn chắc chỗ anh xuống với em chắc mất 3 tiếng hả? Làm gì dưới vậy? 2 tiếng rưỡi. Đi xe máy chú chứ đi xe... 2 tiếng rưỡi là cùng. Leo lên xe, giường nằm ngủ giấc tới. Mà Thủ Đức thì đi đó gần hơn nữa. À dạ. Ừ. Công việc của em á là đi làm ca. Ca 8 tiếng cũng là... Em có làm ca đêm nữa. Anh có ngại cái việc mà em làm ca đêm không? Anh không ngại chuyện đó. Thì em chỉ được nghỉ thứ bảy thôi. Thì nếu mà được thì chỉ có thứ bảy anh xuống anh okay. Đi chơi. Cho anh địa chỉ đi, anh tới liền. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích. Anh thích biển hay thích núi? Anh thích biển. Ở Vũng Tàu thì vừa có biển vừa có núi luôn. Mình giờ đó hợp lý. Tiện thì đô đường. Dạ. Anh có câu hỏi gì muốn hỏi em không? Tại vì anh có một cái câu hỏi là ví dụ như em đạo Công giáo đúng không? Đúng rồi. Anh đạo Phật thì em có ngại vấn đề đó không? Đạo ai nấy giữ. Dạ, cái vấn đề đó thì bây giờ nó cũng dễ, nó không có khó như xưa. Đúng rồi, mai mốt tùy biết đâu tình yêu đủ thăng hoa, mình bàn với nhau chuyện đó. Quan trọng hai đứa có thương nhau hay không thôi. Hỏi tiếp còn gì nữa? Anh thấy em dễ thương và xinh lắm. Em cảm ơn. Ủa, em làm ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn hả em? Đúng rồi, em làm ở Phú Mỹ á. À. Để ví dụ cưới nhau thì anh về Sài Gòn ở Vũng Tàu. Ví dụ như mà cưới nhau á, mình sẽ ở Sài Gòn hay Vũng Tàu em? Em á, em thích Sài Gòn. Ngon, vô. Anh cũng thích Sài Gòn lắm. Em thích tối á, đi vòng Sài Gòn á, ngắm đèn rất là đẹp. Để cái gì anh chở em đi. Hỏi em có chịu về làm dâu nhà anh không? Thích trai đầu lòng, gái đầu lòng. Ví dụ như mà mình cưới nhau rồi, sinh em bé thì em thích con trai hay con gái đầu lòng? Con nào cũng là con, em nghĩ vậy. Một điểm của anh giống em. Em có chịu về làm dâu nhà anh không? Hỏi. Em có làm dâu được không? Em có làm dâu được không em? Em nghĩ là thời đại bây giờ hiện đại mà với lại mẹ chồng nàng dâu thì nó cũng không có khó như ngày xưa nữa. Nên là cái vấn đề đó cũng ok, không có gì hết. Vậy mình cưới nhau đi nha. Vậy mình cưới nhau nha em. Cái đó thì hôn nhân là chuyện không phải của hai đứa không mà của gia đình hai bên nữa. Nên là mình cái gì cũng phải có thời gian tìm hiểu để từ từ. Ai xuôi hỏi câu đó vậy? Là chú Linh. Chú Linh xuôi hả? Dạ. Xúi gì nữa, cứ đổi thừa chết luôn. Không sao, để chú lo con. Dạ. Ha, con rất là dễ thương. Đây nè, nhà trai tôi dễ thương lắm nha. Nhà trai tôi thà chất phát, dễ thương. Thấy không? Ga lăng đủ hết trơn á. Mà gọi là văn võ song toàn nữa đó. Bây giờ vậy nè. Bây giờ con cảm nhận cái người đối diện đó đó. Dạ. Mình có thích không? Dạ thích. Thích ha? Dạ. Bây giờ tôi hỏi nhà gái, thấy nhà trai thì sao? Dạ, cũng được. Thích thôi. Hai người thích ha. Và bây giờ nè, hai bạn bước ra đây, mình nói cái gì mà mình suy nghĩ nha. Mình thích người ta làm sao, mình nói nói cho người ta nghe để mình thuyết phục người ta bấm nút đó. Rồi, bấm tay vô. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Ai mà thích nhau mà nắm cái tay kiểu gì kỳ cục gì. Dạ, nó nắm nó còn nhỏ, nó chưa biết. Trời, nó ba mối tình rồi. Nó ba mà, ba mối có một tháng thôi mà. Chắc nó nhìn nhau quẹt mỏ thôi mà. Rồi. Em là cái nhìn đầu tiên rồi đó.
cho nó lại nè, nói lớn lên cho người ta nghe. Nói lớn. Anh thích anh từ, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi đó. Anh có thoải mái, đừng có rung. Bàn tay em sao? Bàn tay, bàn tay em mềm mại. Anh sẽ bảo vệ em. Để cho anh nắm cuối cuộc đời nghe. Anh sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này. Em có đồng ý không? Em có đồng ý làm người yêu anh không? Người yêu anh. Ok. Thấy sao bé? Dạ, thấy bạn cũng chân thành, nhiệt tình. Tinh thần đó. Thiệt thà lắm. Dạ. Thiệt thà lắm. Bạn rung mà, em thấy bạn rung lắm. Có thể là bạn không có kinh nghiệm trong vấn đề ăn nói thôi. Dạ. Mẹ bạn ấy rất là phúc hậu luôn. Mà dì cũng dễ thương nữa. Ha. Thôi hai đứa mà thấy được đó, cho nhau cơ hội. Người lớn sẽ hỗ trợ hai đứa nha. Dạ chú. Được không Lộc? Được chú. Nha. Dạ. Mốt mà đi chơi với bạn gái mặc đồ này ai cũng sợ, không dám đụng với bạn gái. Dạ. Không sợ. Dạ. Rồi dễ thương lắm. Thì nó dễ thương. Không nhận như chị có con trai dễ thương quá trời đất luôn. Rồi ok, về ghế ngồi đi. Dạ. Được rồi đó. Nãy giờ mình nói chuyện thôi ha. Bây giờ mình quyết định nè. Mình cho nhau cơ hội hay không là do các bạn. Quyết mình định được hay không là cũng do các bạn. Nếu thấy được đúng như gì mình suy nghĩ, đây là một nửa yêu thương của mình để mình tìm hiểu, mình tiến xa hơn, thì bấm ngay cái nút đó, đừng chờ đợi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Vô luôn. Chúc mừng. Đang tay rồi, đang tay rồi. Đúng rồi. Hai đứa nó dễ thương quá trời của đất luôn vậy đó. Mẹ thấy sao mẹ? Quá đẹp đôi luôn. Dì thấy được không dì? Được luôn. Cả nhà mình thấy được không? Rồi. Chúc cho hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau, nhớ chăm sóc lẫn nhau, liên lạc nhau nha. Dạ. Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức với lại thành phố Thủ Đức với lại Bà Rịa Vũng Tàu không có xa đâu. Dạ. Yêu nhau nó còn gần hơn nữa. Dạ. Liên lạc và cố gắng gọi là nói chuyện thật nhiều để hiểu nhau nhiều hơn nha. Dạ. Chúc hai đứa hạnh phúc ha. Cảm ơn chú. Dạ. Rồi. Chương trình có một số phần quà tặng dành tặng cho hai bạn. Đây là bộ son Eureka do thép Pina Kiwi gửi tặng cho bạn gái. Đây là xà bông của chú Quyền Linh sản xuất. Dạ. Nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn, ra chợ thấy hình chú Linh là biết xà bông rồi. Dạ. Là sáng làm MC, tối đi bán xà bông. Bởi vì mệt này vậy tặng đó. Xài ha. Dạ. Vài bữa xài hết, nói ba mẹ mua ủng hộ chú Quyền Linh, hôm nay ế quá. Dạ, dịch bán không được. Đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food. Dạ. Giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Đây là hai cái bếp từ Toshiba. Rồi, đem về mình có thể sử dụng tặng cho phụ huynh nha. Dạ. Rồi. Rồi. Sô cô la ngọt ngào với tình yêu của hai đứa. Dạ, cảm ơn chú. Giữ lấy. Coi chừng nó bể nha. Dạ. Đây chị Lan cầm cho. Đây. Chú lấy 3 cục rồi đó. Dạ. 2 cục cho hai nhỏ với cục cho chú. Dạ. Rồi, cảm ơn. Mời hai đứa dẫn đi nơi nào mà hai đứa thích. Đúng.